Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị ở phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin nhắc quý vị là nếu quý vị có muốn gọi vào, xin quý vị gọi vào số 714-893-3264. Tôi xin nhắc lại số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến bệnh lý cũng như là sức khỏe và thuốc men quý vị đang dùng. Một lần nữa thì chúng tôi đây là một chương trình được trực tiếp truyền hình. Và thưa bác sĩ Nhân, hồi nãy trong khi có một quý vị, hello, xin quý vị cho biết tuổi và biết quý vị ở đâu và biết câu hỏi ạ. Dạ em ở Garden Go đó, em tên là Nga. Vâng, xin chào bà. Cô bà Nga bao nhiêu tuổi đó bà? Bà Nga. À, cứ hỏi là thí dụ cái trường hợp mà mình khám bị viêm không bị viêm gan bi đó mà có cần chích ngừa không bác sĩ? Bây giờ một lần nữa xin bà hỏi bà bao nhiêu tuổi? Dạ 50 mấy ạ, nhân 52 tuổi. Ok, bà sang Mỹ lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi ạ. Ok, bây giờ một người ở Việt Nam sang 50 mấy tuổi, sang khá lâu rồi, thì trường hợp này bác sĩ bà nói là bà thử viêm gan B rồi phải không bà? Dạ. Bà thử chưa? Dạ. Thử rồi, không bị, có cần chích ngừa không bác sĩ? Bây giờ cô Nga đi thử cái viêm gan B hồi nào vậy cô? Hồi hơn một năm chưa? Năm ngoái hả? Mà dạ. Đi thử xong rồi bác sĩ gia đình của cô Nga nói là hoàn toàn không có bị cái con viêm gan B mà cũng không có viêm gan C nữa phải không? Không có viêm gan C. Ok. Bác sĩ Đinh Lan Nhân nghĩ đó là nếu mà tổng quát mà không có một triệu chứng gì của viêm gan B đó thì yes mình phải nên chích, là tại chưa có cô Nga chưa có gặp cái con siêu vi trùng đó, nhưng mà có thể mai mốt sẽ gặp con siêu vi trùng đó. Mà trong cái cộng đồng Việt Nam bác sĩ Toản đồng ý đó là cái viêm gan B đó nó rất nhiều. Thưa bà thì thế này, theo thống kê thì cấm nói cho nó dễ dàng, 10 người Việt Nam đi trên đường phố Bonsa có thể 5-10 người mang siêu vi mầm bệnh siêu vi B trên người. Thành ra cái mầm bệnh viêm gan B rất là thông thường xảy ra ở người Á Châu nói chung, kể cả người Chinese, người Tàu hoặc là những người ở Đông Nam Á. Thì nếu bà thử rồi đó, thường thường mà ở đây đó thì chúng tôi thường thường thử viêm gan A có kháng thể chưa, thường thường là người Việt Nam có rồi. Còn nếu chưa thì có thuốc ngừa, nên chích ngừa siêu vi B, siêu vi gan A. Nào B cũng vậy nữa, chúng tôi có thể thử được. Chúng tôi thử coi bà có mang mầm bệnh trong người hay không, hoặc là bà có kháng thể hay chưa. Nếu mà chưa có kháng thể thì yes. Nếu mà thử bà mà bà chưa có kháng thể chống siêu vi B trong người thì nên đi chích. Tại chích phải chích 2 mũi. Mỗi mũi cách nhau khoảng chừng 6 tháng. Yeah. Thành ra 2-3 tôi quên. Xin lỗi. Viêm gan B là 3 mũi. 3 mũi, viêm gan A thì 2 mũi, viêm gan B là 3 mũi. Mỗi mũi chích là mũi đầu cách mũi thứ hai 1 tháng và mũi thứ hai cách mũi thứ ba 5 tháng. Thì trong vòng 6 tháng phải chích 3 mũi. Thì cái đó thì trả lời bà ngay là bà nên đi chích ngừa nhé. Nếu bà chưa B mang... đó hả bác sĩ? B. Đúng rồi. Còn bác sĩ Nhân. Xin lỗi. Cái A đó nó không nguy hiểm, cái A đó thì mình chích tặng ngừa thôi, nhưng mà cái A đó sau khi mình gặp đó nó không có, cái con siêu vi trùng nó không có bao giờ nó sống ở trong cái gan của cô Nga hết đó. Sau khi mình gặp con A đó là nó sẽ mất đi. Cái con B với con C đó rất nguy hiểm, là tại sao nó đúng là mình gặp nó mà mình không có chống lại nó được đó, nó sẽ vô nó ngủ trong cái gan của cô Nga, mà nó sẽ lâu lâu nó sẽ thức dậy nó làm nó hành cái gan. Thì cái B với cái C rất là nguy hiểm. Cái C đó thì nó nguy hiểm hơn, nhưng mà cái lạ đó là cái C nếu mình uống thuốc rất là nhiều mà mình chỉ nó rất là mạnh, mình có thể giết hết con C. Còn con B đó mình chỉ uống thuốc đặng mình giảm nó xuống thôi, nhưng mà nó luôn luôn nó sẽ ngủ trong cái gan của mình. Thì vậy để trả lời bà câu hỏi của bà là nên đi chích ngừa nha bà. Rất là cần thiết. Nhưng mà bao nhiêu mũi bác sĩ? Nếu mà chích đó 3 mũi. Vâng. 6 tháng chích lần hả bác sĩ? Không, 1 tháng xong rồi 1 tháng sau, xong rồi 4 tháng sau. Vâng. Trong vòng 6 tháng chích 3 mũi. Còn nếu mà có kháng thể thì khỏi chích hả bác sĩ? Nếu mà thử ra. Vâng. Có kháng thể thì khỏi chích. Dạ. Yeah.
Bạn có cần theo dõi không? Thí dụ có kháng thể trong người thì có cần theo dõi mỗi tháng mỗi tháng? No. Không cần. No, bà đã có kháng thể thì còn nói về 5, 10 năm mới phải lo check lại thôi, chứ không phải là mỗi tháng. Vậy hả bác sĩ? Rồi, dạ. Cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn cô nha. Bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết ở đâu, biết tuổi và biết câu hỏi. Cho tôi hỏi thăm ông xã tôi là 54 tuổi. Tay của ổng mấy cái đầu ngón tay với cái đầu ngón chân á, tại sao nó bị sưng mà nó bị nhức mà nó bị tê, nhưng mà nó không có đau nhiều nhưng nó bị tê, nhưng mà sưng à. Bây giờ tôi hỏi bà câu là bây giờ ổng bị bao nhiêu lâu rồi? Ổng bị gần 4 năm tháng à. Ok, ổng có thuốc lá không? Dạ có. Rồi, xin nhân, một người 54 tuổi đàn ông hút thuốc lá mà mấy đầu ngón tay, ngón chân nó sưng, nó đau nhức. À, ok. Tự nhiên quên cái tên của cái bệnh đó rồi, nhưng mà tôi biết cái tên. Mấy cái người này đó, Burgers disease. Và cái bệnh Mỹ nó gọi, nó tên là Burgers disease. Mình nghĩ vậy thôi nhưng mà mình không biết chắc nha. Có thể là tại cô nói là ông xã mấy tuổi? 54 tuổi. 54 tuổi, ok. Có thể là bị cái bệnh Burgers disease, mấy người mà hút thuốc lá đó thì nó làm mấy cái mạch máu trong ngón tay đó nó teo lại, xong nó làm nhức mà nó làm đau. Cái đó có thể là một lý do, nhưng mà một lý do nữa có thể là bị viêm khớp xương. Là tại cũng năm mươi mấy tuổi, thành ra mình cũng có thể là nói là mình hút thuốc lá xong rồi mình bị cái Burgers disease. Cái đó có thể, nhưng mà tôi nghĩ có thể một phần là có thể bị viêm khớp xương. Vấn đề nó tóm lại, nếu mà người đàn ông trên 54 tuổi hút thuốc lá mà đau mấy đầu ngón tay, bà biết như thế này, những đầu ngón tay ngón chân của mình là xa trái tim nhất. Nếu mà nói về phương diện, nhất là ngón chân và ngón tay của mình nó xa trái tim nhất, mạch máu ở đó nó nhỏ nhất, thành ra cái chuyện đầu tiên mà khi mình hút thuốc lá đó, mấy mạch của mình nó bị co lại đó, thì nó không có mau mạch máu, thì thường thường tay nó đau trước, xong rồi nó tím. Mấy trường hợp này muốn thử thì mỗi lần mà đau như vậy đó, vô trong nước ấm ấm đó, xả ra cho tay thì nó sẽ bớt đi, hoặc lấy máy sấy đó sấy lên nó thì nó nóng, nó ấm, nó bớt đi, thì đó chắc chắn là bơi cái gì gì. Mà chuyện đầu tiên ông xã của bà nên ngừng hút thuốc lá và đồng thời đi bác sĩ gia đình, để bác sĩ gia đình cho uống thuốc, tại vì có nhiều thứ thuốc có thể chữa được cái bệnh này. Ví dụ như là uống aspirin hay là những thuốc mà để cho động mạch nó nở ra, để cho cái mạch máu nó tới được đầu ngón tay ngón chân thì hết bị đau nhức, hết bị sưng tay. Phạm bác sĩ nhân. Ok, cảm ơn bà nha. Dạ. Bây giờ tôi có một quý vị thứ hai, mà thưa quý vị, bây giờ cái thời gian phần 3 hết rồi, xin lại phần số 4. Nhưng mà trong khi chúng tôi off air thì xin ban kỹ thuật cứ cho off air, tôi sẵn sàng trả lời bệnh nhân trong khi mình off air nha.